sản phẩm Miracle Ones, đôi đũa thần kỳ đã được World Trademark, Hiệp hội Cầu chứng Thế giới và Patented by USPTO, Hiệp hội Sở hữu trí tuệ được cấp bởi cơ quan USPTO với mã số là 15080318, độc quyền sở hữu bản quyền trí tuệ trên mọi cơ bản của sản phẩm và trên mọi kỹ thuật chữa trị rất riêng biệt và đặc biệt của đôi đũa thần kỳ được độc quyền áp dụng trên toàn thế giới. Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện tại Ngọc Thúy đang có mặt tại trung tâm trị liệu đôi đũa thần kỳ, tức Miracle One. Trung tâm trị liệu đôi đũa thần kỳ tọa lạc tại ngay góc đường McLaughlin và Story. Như chúng ta được biết thì trung tâm trị liệu được khai trương khoảng một tháng nay nhưng được rất nhiều đồng hương đến trị liệu. Tại sao được rất nhiều người ủng hộ như vậy? Thì theo Ngọc Thúy được biết, có những căn bệnh mà bác sĩ đã không thể chữa trị được, thì khi bệnh nhân đến đây thì họ cho biết rằng căn bệnh gần như khỏi hoàn toàn. Ngày hôm nay, Ngọc Thúy xin quý vị cùng gặp gỡ với những bệnh nhân được trị liệu bởi đôi đũa thần kỳ, cũng như là gặp gỡ chị Linh Đi Ngủ, là một người phụ nữ gốc Việt định cư tại Úc, là người sáng lập ra công ty Miracle One. Theo chúng tôi được biết, đôi đũa thần kỳ hay còn gọi là Miracle Ones được sáng chế bởi cô Linh Đi Ngủ. Những đôi đũa này được làm từ đá thạch anh để trị liệu trực tiếp trên cơ thể con người. Miracle Ones là một dụng cụ y khoa đa năng có thể trị được những căn bệnh và đặc biệt là những căn bệnh khó chữa. Chúng tôi đến thăm văn phòng trị liệu đôi đũa thần kỳ tại số 1143 Story Road, Suite 250-260 San Jose và có cuộc trò chuyện cùng cô Linh Đi Ngủ. Cô chia sẻ với chúng tôi như sau. Thật sự ra cái phương pháp của cái đôi đũa thần kỳ là một cái phương pháp rất là mới mà Lindy là người phát minh, mới đưa ra thị trường thế giới trong 5 năm qua thôi. Thì Lindy cũng muốn phát triển cái phương pháp này đến ở mọi nơi trên thế giới. Và nhất là cái sự quyết định của Lindy đến với bà con ở tại San Jose này. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới thì cái đôi đũa thần kỳ sẽ phát triển được ở rất là nhiều thành phố khác nhau, nhất là ở San Francisco. Thì đó là những cái bước tiến triển sắp tới của cái đôi đũa thần kỳ. Cái lý do Lindy muốn đưa đến nhiều nơi trên thế giới là bởi vì đây là một cái phương pháp mà trị bệnh là trị thẳng vào từng cái hệ thống thần kinh. Tất cả những chứng bệnh là do hệ thần kinh gây ra. Mà những cái chứng bệnh và do hệ thần kinh gây ra thì nói chung là cái ngành Tây y họ cũng phải bó tay. Nhưng mà cái may mắn của Lindy là cái phương pháp của mình trị thẳng vào từng cái hệ thống thần kinh của mình. Khi thần kinh của mình thông thì máu huyết của mình thông, thì nó sẽ đẩy tan tất cả những cái chứng bệnh ra khỏi cơ thể của mình. Em thấy là chị đang điều trị cho chị Thư, thì cái quá trình điều trị nó sẽ như thế nào thưa chị? Trước nhất là mình làm cho nó thông từng cái hệ thống, từng ở bộ phận trong cơ thể của mình. Nhất là quý vị cũng giống như Thúy thấy Lindy đẩy vào cái lỗ gàng trong con mắt, thì sẽ làm tan đi những cái chứng bệnh. Nhất là chứng bệnh mà cườm mắt rồi làm cho mắt sáng lại, rồi bệnh mà chảy nước mắt sống, rồi bệnh khô mắt, rồi lỗ gàng trong con mắt. Rồi sau đó đẩy vào cái mũi của mình thì nó lại trị cho những chứng bệnh mà về dị ứng mũi, rồi chảy máu cam, rồi ngạt mũi, sổ mũi. Mà những cái chứng bệnh dị ứng là nói chung là ngành y tế thì trị hoài không hết. Nhưng mà cái may mắn là cái đôi đũa thần kỳ sau khi trị có vài lần thôi là cái bệnh viêm xoang mũi hầu như là nó không còn tồn tại trong cái cơ thể của mình nữa. Và sau đó thì Lindy trị vào cái lỗ tai. Mình đưa vào cái lỗ tai của mình thì cái lỗ tai của mình hầu như nó thông. Tất cả những cái chứng bệnh mà lùng bùng lỗ tai nó cũng tan biến đi tại chỗ. Thì cái lý do là Lindy đẩy từng bộ phận một để cho từng bộ phận ở trong cái cơ thể của mình, trong cái hệ thống thần kinh nó thông hết. Thì nói chung là tất cả những hệ thống thần kinh của mình nó đều liên quan với nhau. Và sau đó thì Lindy đưa đến từng ở những cái bộ phận thì nói chung là tất cả những chứng bệnh nó sẽ tan biến đi thôi. Cái thời gian vừa qua cũng làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên là sau khi trị bệnh xong rồi á, thì hầu như là tất cả những chứng bệnh của mình nó không còn tồn tại nữa. Cái đó là lý do tại sao mà nó khắc phục được bá bệnh. Chị Thư là một bệnh nhân bị tim từ nhỏ và những chứng bệnh khó chữa khác đang được điều trị tại đây. Chị cho biết cảm nghĩ của mình. Bị chứng bệnh trên đầu nó sưng, sau óc nó sưng, hai chân sưng. Chị đến đây điều trị được bao nhiêu lần rồi? Dạ, lần này lần thứ 10. Thì sau quá trình mà 10 lần chị được điều trị đó, chị thấy cái tiến triển về cái sức khỏe của mình như thế nào? Dạ, tối ngủ được, ăn được luôn. Liệu bằng đôi đũa thần kỳ rất là đơn giản mà hầu như là thấy được kết quả tại chỗ. Bị
Bây giờ Linh đi hỏi thăm cô nha. Cô nhớ ngày thứ mấy chị bệnh chưa? Tổng cộng mấy ngày rồi? 6 á. 6 ngày rồi. Thì 6 ngày qua đó là cái bớt, là bớt ở những cái chỗ nào cô? Bớt cái mũi. Cái mũi bớt là một nó người không là bớt mũi. Nhiêu? Hết chảy mũi rồi. Dạ. Dạ. Thì hồi trước là nó bị cái mũi thường đi. Thường xuyên luôn. Thì bây giờ là 6 ngày rồi là bớt chảy mũi rồi. Mà bớt là bớt hẳn chưa? Coi như là từ 1 tới 10 á, ở cái độ đó là... Được 80 rồi. Được 80%. Dạ. Rồi. Bữa nay của mình là ngày 10 tây tháng 5. Năm 2017. Dạ. Thì khi mà cô đến cô trị bệnh cái năm ngày... Tây. Ngày 5 tây. Dạ. Tháng 5. Rồi. Dạ. Thì á, là cái... Còn cái mắt thì thấy như sao? Nó đỡ chảy nước mắt. À, đỡ chảy nước mắt xong. Dạ. Rồi. Đỡ là đỡ hết luôn chưa hay là vẫn còn tí xíu? Vẫn còn tí xíu. Tí xíu là đỡ được bao nhiêu? 70%. 70%. Rồi còn cái lỗ tai lùng bùng thì sao rồi? Lùng bùng thì ít. Nhưng mà nó tiếng ve bên này nặng hơn. Nó tiếng ve cũng còn bên này. Bên này thì không còn. Bên này thôi. Coi như là hồi trước thì bên tay trái có. Dạ. Yeah. Bây giờ nó hết hẳn rồi. Dạ. Yeah. Bên tay phải là còn cỡ khoảng chừng bao nhiêu phần trăm? Cũng còn 50%. Tại vì bớt được 50%. Dạ. Cái ngủ của cô đó, hôm nay ngủ ngon không? Thì mấy đêm nay đỡ hơn lúc trước nhiều. Lúc trước hay thức giấc, ngủ 1-2 tiếng là thức, 1-2 tiếng là thức. Nó không có thẳng giấc. Mà 2-3 đêm nay á, thì thấy đỡ. Rồi cái tim hôm nay có đập mạnh nữa không? Nhẹ là chút xíu. Nhẹ, thấy tim dạ. Cũng thoải mái luôn. Dạ. Bây giờ cánh tay dơ lên có được không? Bây giờ cô dơ thử, dơ thẳng. Dơ thẳng được. Dơ thẳng thì được rồi đó. Nhất. Còn hơi nhức. Dạ. Thì bây giờ nhức là nhức được khoảng bao nhiêu phần trăm? Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm? Đỡ được cũng 70%. Hay quá. Rồi còn cái lưng. Lưng này bớt nhói rồi đó. Bớt nhói rồi. Dạ. Bớt nhói hẳn rồi. Tốt quá. Nhưng mà được bao nhiêu phần trăm của cái lưng? 1 tới 10 là được bao nhiêu? 60% của cái lưng. À. Rồi còn cái đầu gối. Đầu gối cũng đỡ nhiều rồi đó cô. Ừ. Đầu gối đỡ nhiều rồi đó. Thấy không? Ồ, cái vôi tan nhiều quá ha. Bây giờ cô co cái chân lên để lên đi xem thử coi. Ok, nó còn tí. Cũng còn bên này. Cũng còn rồi. Còn bữa nay phải làm. Bữa nay phải làm cho nó phải bớt tì nó bắt. Mình làm nó hết rồi từ ở trong á nó trồi ra. Ở tại vì nó cái vôi là nó chạy thẳng đúng vô tiếp ở trong mà. Yeah. Rồi bắt đầu nó trồi ra tiếp nữa. Thì mình phải làm cho nó hết. Thì bây giờ đi đứng là nó thoải mái đúng không? Theo như cô thấy cái sự đau của đầu gối á, là nó được bao nhiêu phần trăm, nó bớt được bao nhiêu phần trăm? Cũng 70-80% ạ. 70-80%. Yeah. Nói chung cái nào cũng 70-80%. Yeah. Chỉ còn 4 ngày nữa không chừng là bớt hẳn ha. Yeah. Không chừng là hết. Nhái đi. Nhái trời đi. Nhái trời ha. Là cô vui không? Vui nhiều lắm phải không? Vui chứ. Vui là mình đi đúng thầy. Đúng rồi. Đó. Rồi vậy tốt. Lên đi cũng mừng cho cô nhiều lắm nha. Dạ. Yeah. Dạ. Chúng tôi được trò chuyện cùng chị Tâm Nguyễn có người nhà đang được điều trị tại đây. Chị cho biết cũng mới được khoảng 10 ngày thôi, nhưng mà mẹ chị với lại em chị á, mới đầu là chỉ có mẹ chị trước, nhưng mà khi mà chữa cho mẹ chị rồi chị thấy rằng là trời nó quá hay đi, nó phải nói là tuyệt diệu. Thành ra là chị khi mà chị đến thì chị đưa cả người em tới luôn, tại người em thì bị nặng lắm, bị bipolar mà bị về thần kinh. Thành ra là đã thấy cho tới hôm nay là được 9 ngày rồi, nhưng mà em nó, phải nói là nó thay đổi rất là nhiều. Từ lúc trước là nói cũng lắp bắp, không phải lắp bắp mà nói cái giọng nó là ríu ríu trong, mà bây giờ nói năng câu trả lời nào rất là đâu vô đó. Mà em là bị rất là lâu rồi, thành ra là chị nói rằng mà chị bị đau cổ nè, đau bị mắt nè, mắt có cườm nè, rồi bị thần kinh tọa nè, phải nói là quá nhiều thứ mà bây giờ là ở nhà chị là hoàn toàn tin vào. Người trước mặt Linh đi là hai bệnh nhân, đây là chị Thư và mạ. Mạ có thể chia sẻ về chứng bệnh của mạ. Theo như Linh đi biết từ cái lúc làm hồ sơ thì mạ hầu như là bị thần kinh tọa rất là nặng. Chắc cũng 40 năm. 40-50 năm rồi. Nói chung là thôi mạ cũng bị đủ chứng bệnh hết trơn, nào là mắt có gương, nhiều khi cũng ngủ được,
Dạ, không có ngủ được. 20 ngày nữa thì thấy mà nằm ngủ chắc phải 4-5 giờ sáng. Dạ. Mới đi tiểu. Dạ. Cái nằm khó ngủ quá đi. Dạ. Ngủ từ ngày ấy giờ ngủ biết tới 5 giờ sáng mới đi lên. Dạ. Dạ. Cũng mừng. Có rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bệnh từ đối đũa thần kỳ và theo làm tình nguyện viên để giúp đỡ những bệnh nhân khác. Trong những tình nguyện viên đó có chị Thủy đang giúp phục vụ tại văn phòng ở San Jose. Dạ, em hồi trước em bị bệnh á, em đến đây cho chị trị bệnh cho em. Rồi em hết bệnh rồi, em thấy hay quá cái phương pháp này hay. Em có giới thiệu bạn bè tới đây để trị liệu. Dạ, em tình nguyện là em muốn học thêm cái phương pháp này và để giúp thêm cho nhiều người. Trong quá trình mà chị theo học tại đây và làm việc đó, thì tiếp xúc với bệnh nhân thì chị thấy bệnh nhân cho lời ý kiến như thế nào thưa chị? Dạ, rất là vui. Làm ở đây rất là vui. Mỗi lần mà bệnh nhân đi vô thấy người ta đau khổ lắm, mình cũng cảm thấy thương tâm lắm. Nhưng mà mỗi một lần mình trị liệu cho người ta như vậy đó, mỗi ngày đó, thấy người ta vui tươi ra. Và người ta thấy như là ô tôi hết bệnh này, tôi nhức, tôi đỡ đau cái kia. Trong tâm của mình thấy rất là vui sướng. Mỗi khi thấy mỗi một người bệnh đi vô, trông như chống nạn vô rồi bỏ nạn đi ra, mình cảm thấy rất là sung sướng trong lòng. Khách hàng đến trung tâm trị liệu đối đũa thần kỳ sẽ được cô Linh Điền Ngũ và các tình nguyện viên chăm sóc theo phương pháp phù hợp với từng căn bệnh. Và khách hàng được hướng dẫn tận tình khi mua những đôi đũa thần kỳ về trị liệu tại nhà. Vui lắm. Trời ơi, vui lắm luôn. Cười đi, ha ha đi. Giỏi quá luôn. Thưa quý vị, qua phần phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng biết là trung tâm trị liệu đôi đũa thần kỳ đã có tại San Jose cũng như là công dụng của nó. Nếu quý vị nào có nhu cầu, quý vị có thể đến đây để được chữa trị. Hòa thượng Thích Tâm Quang đến từ chùa Bảo Phước là một bệnh nhân bị thoái hóa cột sống. Sau nhiều lần điều trị, nay căn bệnh đã hết. Thầy đã cho biết cảm tưởng của mình. Dạ, A Di Đà Phật thưa thầy. Nãy giờ trong cái quá trình trị bệnh rồi, bây giờ thầy cảm nhận như thế nào, thầy cho chia sẻ cho con nghe. Dạ, đúng là đôi đũa thần kỳ, đôi đũa thần kỳ là đúng nghĩa. Khi mà vào đây thì thầy chỉ có hy vọng khoảng là 80% thôi, nhưng mà bây giờ thì là đã 100% thầy hết, không có cảm giác không còn một cái gì hết. À, hồi nãy đi là gỡ cái cổ đối sau là nó không có đỡ hết. Dạ, nhưng mà bây giờ bình thường trở lại như là trạng thái nghĩa là bình thường 100% không có cái gì. Dạ. Thì rất là good. Đúng ra thì nếu mà không có đũa thần kỳ thì thầy đã tính là đi vô nhờ Tây y hiện đại, người ta sẽ mổ đó. Người ta sẽ phương pháp mổ để mà người ta làm sao cái phương pháp Tây y đó. Nhưng mà thầy nghĩ sau khi mà trị xong rồi thì cái đó không còn nữa. Không còn ở trong cơ thể của thầy nữa. Từ ngày đó trở đi, tất cả đó đều bình thường. Dì Nui là một bệnh nhân ở San Jose, 83 tuổi, mắc bị cao huyết áp và lỗ tai lùn bùn. Sau khi 30 phút điều trị, dì đã chia sẻ. Con mắt tôi bị áp suất và cái lỗ tai tôi bị lùn bùn. Thì mỗi lần lỗ tai mà lùn bùn như vậy đó, thì mắt tôi nó nhòa ra và nó làm như là chóng mặt. Sau khi mà được chị Linh Điền Ngũ chữa trị trong vòng 30 phút thì dì cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy là con mắt rõ hơn, lỗ tai không bị bùng lùng bùng nữa. Và con mắt tôi nó không có bị nhòe ra để làm cho tôi chóng mặt. Tôi rất cảm ơn cô Linh Điền. Được biết, bệnh nhân được điều trị bởi cô Linh Điền Ngũ vì các y sĩ bằng đôi đũa thần kỳ, tức Miracle Wands, là một loại đá thạch anh từ Australia ứng dụng trên cơ thể con người, phối hợp cùng với các phương pháp trị liệu thẳng vào hệ thần kinh trên từng căn bệnh. Kết quả đã được công nhận và đã được nhiều bằng khen và bằng sáng chế của chính phủ Úc. Tình yêu này mong giữ dài lâu, mang đến em đôi đũa thần kỳ. Xin giữ cho hạnh phúc bên nhau, em sống vui nét đẹp dài lâu. Tình yêu đầu ta đã vì nhau,
anh đôi đũa thần kỳ. Sẽ ước mơ đời sống vui hơn, này chúng ta sẽ lại gần nhau.